Liên hoan phim Cảm nhận tin vui từ Crystal, Jennie, Blackpink trước giờ khai mạc. Bên cạnh tin vui từ Crystal, Jennie, Blackpink, liên hoan phim Cảm lần thứ 76 gặp một số vấn đề bất ổn trước ngày khai mạc ngày 16 tháng 5. Crystal, Jennie, Blackpink xác nhận tham gia liên hoan phim Cảm. Chỉ còn ít giờ nữa, liên hoan phim LHB Cảm lần thứ 76 sẽ chính thức khai mạc tại thành phố biển Cảm, Pháp. Sự kiện điện ảnh lớn hàng đầu thế giới sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 5 giờ địa phương. Lễ hội Cannes 2023 hứa hẹn sẽ quy tụ dàn sao đình đám toàn cầu như Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Edward Norton, Jeffrey Wright, Adrian Brody và Hồng Châu. Đặc biệt, liên hoan phim Cannes năm nay cũng chào đón các thần tượng Hàn Quốc đình đám như Jennie, Blackpink và Crystal Dung. Đại diện của hai nữ thần tượng đã xác nhận thông tin này. Riêng Crystal, công ty quản lý tiết lộ bộ phim Corporate có cô tham gia sẽ công chiếu vào ngày 25 tháng 5. Crystal sẽ thực hiện các hoạt động theo lịch trình bao gồm họp báo chính thức và sự kiện thảm đỏ cùng với đạo diễn Kim Ji-gun cũng như các đồng nghiệp của mình trong phim. Nói về sự xuất hiện của mình tại liên hoan phim Cannes năm nay, Crystal bày tỏ sự phấn khích và biết ơn. Cô chia sẻ trên trang cá nhân, tôi rất vui và vinh dự khi được mời tham dự liên hoan phim Cannes. Đây đơn giản chỉ là một giấc mơ kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Corporate là một dự án mà tôi rất thích đến nỗi việc quay phim khiến trái tim tôi rung động. Tôi hy vọng nhiều khán giả sẽ xem và thưởng thức bộ phim này. Vì được mời đến Cannes nên tôi sẽ chăm chỉ theo dõi và học hỏi để ngày càng tiến bộ hơn nữa. Trong khi đó, Jennie sẽ tham gia sự kiện với tư cách diễn viên của phim The Idol. Phim sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim cho hạng mục không tranh giải vào ngày 22 tháng 5. Ngoài ra, nhóm nhạc aespa sẽ hiện diện tại sự kiện với tư cách đại sứ toàn cầu của thương hiệu trang sức Chopard, nhà tài trợ chính thức của liên hoan phim Cannes từ năm 1997. Somai Entertainment đã xác nhận thông tin này vào tháng 4 vừa qua. Hiện, hai ngôi sao Hàn Quốc khác là Song Joong Ki và Bibi cũng được mời nhưng chưa xác nhận có tham gia sự kiện hay không. Liên hoan phim Cannes bất ổn trước giờ khai mạc. Khi ngày khai mạc liên hoan phim Cannes 2023 càng đến gần, bên cạnh sự xuất hiện của các ngôi sao đình đám, những vấn đề xung quanh giải thưởng cũng khiến dư luận quan tâm đặc biệt. Theo Variety, trước thềm khai mạc liên hoan phim, nhiều cuộc diễu hành, đấu tranh cho một số vấn đề nổi cộm sẽ nổ ra ngay tại khu vực diễn ra sự kiện. Dự kiến Croisette, đại lộ sầm uất đóng vai trò huyết mạch của thành phố Cannes, Pháp, sẽ là nơi tập trung của nhiều người. Cụ thể, nhóm nhân viên nhà hàng, khách sạn cho biết họ sẽ xuống đường vào ngày 19 tháng 5, còn nhóm thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Pháp, CGT, sẽ hành động vào ngày 21 tháng 5 để đòi quyền lợi liên quan việc chính phủ tăng tuổi lương hưu. Trước đó, vào ngày 6 tháng 5, một nhóm khác đã lên tiếng phản đối chế độ lương hưu của chính phủ. Chính quyền thành phố Cannes cho biết họ đang áp dụng lệnh cấm để ngăn chặn tình trạng bất ổn dân sự có thể xảy ra trong khu vực diễn ra liên hoan phim Cannes. Chính quyền cũng đã gặp đại diện một số tổ chức để thông báo lệnh cấm, cũng như chỉ ra những khu vực nào được phép tập trung đông người. Trang Variety tiết lộ, nhiều nhóm hành động còn dọa sẽ cắt điện bên trong nhà hát nơi diễn ra sự kiện và sẽ tạo ra một số sự cố khác để đạt được mục đích thu hút truyền thông, dư luận chú ý. Bên cạnh đó, liên hoan phim Cannes cũng đối mặt với biến cố không nhỏ khi 11.500 thành viên của Hiệp hội Biên kịch Mỹ VKKA đình công những ngày gần đây. Mặc dù không trực tiếp xảy ra tại Pháp, nhưng việc đình công này cũng khiến thị trường mua bán kịch bản, dự án phim, hoạt động truyền thống tại liên hoan phim Cannes gặp khó khăn. Trước đó, hồi tháng 3, người biểu tình đã xông vào thảm đỏ của liên hoan phim truyền hình nhiều tập series Mania tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, khiến cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc. Năm ngoái, một nhóm đấu tranh cho nữ quyền cũng đã tổ chức biểu tình tại liên hoan phim Cannes 2022. Họ xả khói từ các thiết bị cầm tay và trưng ra một biểu ngữ dài gửi đến báo chí toàn cầu.